Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay mọi người có được khỏe không? Thì trong cái video ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người về một trong những cách để mà các bạn có thể định cư Úc. Bạn có thể đi qua đây theo cái dạng visa 407 hoặc là bạn có thể định cư theo dạng công ty bảo lãnh hoặc là vùng miền bảo lãnh. Rồi bạn có thể đi qua đây theo dạng visa gọi là skill visa luôn, gọi là cái permanent resident luôn, là được thường trú tại Việt Nam luôn. Thì một trong những cái nghề đó mà mình kết hợp với lại một người chị của mình làm việc đang tại Sài Gòn. Thì cái công ty này á, là hướng dẫn các bạn, là trường dạy các bạn tại Sài Gòn, ở Phú Nhuận đó các bạn, là bạn có thể học lý thuyết ở Việt Nam, ở Sài Gòn. Rồi sau đó bạn làm tất cả các bài thực hành. Cái bài thực hành là coi như bạn nấu, rồi bạn những cái món ăn, rồi bạn có thể nấu những cái loại bánh, nói chung là liên quan tới nghề đầu bếp. Trong kỳ thi, các học viên phải trải qua phần thi lý thuyết, thực hành và thực hiện 6 món bếp Âu và bếp bánh cao cấp theo tiêu chuẩn khách sạn 5 sao. Các giám khảo đánh giá cao tay nghề và tác phong làm việc của các học viên đảm bảo đủ tiêu chuẩn để làm việc tại môi trường quốc tế. Sau kỳ thi, các học viên được đại diện trường của Culinary Solution Australia trao chứng chỉ 3, chứng chỉ 4 hoặc cao đẳng nghề của Úc dựa theo kinh nghiệm và tay nghề. Đây là những văn bằng đã được Bộ Giáo dục và Di trú Úc công nhận, đảm bảo đủ điều kiện cho học viên nộp visa đi thực tập, làm việc cho các tập đoàn khách sạn tại Úc theo hợp đồng đã được ký kết. Tất cả bạn được học, thầy dạy là thầy có kinh nghiệm tại những cái khách sạn 4 sao, 5 sao, những cái thầy này đã có nhiều năm kinh nghiệm hướng dẫn các bạn rồi. Thì bạn có thể thực tập tại trường này. Và sau khi mà bạn thực tập rành rồi đó, thì bạn sẽ được vào trong những cái khách sạn lớn, bạn có thể thực tập trước khi bạn đi qua Úc. Bạn nào mà có kinh nghiệm làm việc nhiều năm ở Việt Nam rồi á, thì bạn cũng có thể liên lạc cái trung tâm này để các bạn làm giấy tờ để gọi là skill assessment, để mà người ta chứng minh kinh nghiệm làm việc của các bạn. Khi bạn không có bằng cấp á, thì bắt đầu bạn đi học để bạn lấy được bằng cấp ở Úc. Ở Việt Nam vẫn có thể học được bằng cấp ở Úc, bạn có thể được cộng điểm định cư, rồi bạn phải học thêm tiếng Anh. Rồi bạn nào muốn gặp những cái người luật sư, những cái người chuyên để làm bảo lãnh theo kiểu doanh nhân hay là tay nghề hay là những cái loại visa khác du học đó định cư, thì bạn có thể liên lạc để các bạn book lịch luôn ha. Thì đó là cái phần giới thiệu về cái nghề là nghề đầu bếp. Nghề đầu bếp đi được nhiều dạng nha các bạn. Các bạn có thể đi thực tập sinh 407 cũng được nè. Bạn có thể học cao đẳng tại trường đó ở Việt Nam. Mà các bạn nhớ nha, học không phải bằng tiếng Việt nha các bạn, học bằng tiếng Anh. Do đó bạn phải trước sau cũng phải học tiếng Anh nè. Đúng không? Thì bạn cũng không chạy khỏi Michael đâu. Làm sao mà chạy khỏi được, phải học tiếng Anh thôi. Ok. Vì thuật toán YouTube rất là thích những cái video có nhiều tương tác, nên bà con giúp Tâm bấm nút like, share, comment những cái suy nghĩ của mọi người dưới phần bình luận để video đến được với nhiều người hơn. Cảm ơn tất cả mọi người.